Hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em đã quay trở lại với kênh Cho Phúc Quốc Vlog. Hôm nay xin giới thiệu với anh em bầy 4 em đực nhé. Còn lại 4 em đực này, một vàng này, ba vẹn này. Mắt rất là đẹp này, quay sát cho anh em xem này. Mắt hổ phách nhá, em nào cũng mắt hổ phách hết. Vẹn vàng thưa mặt cáo này, xoáy kiếm. Tất cả đều là xoáy kiếm hết. Một em đực vàng duy nhất này. Còn lại là vện vàng anh em nhé. Hàng này nuôi chơi rất là đẹp luôn này. Mặt cáo có em má bạc này. Em này má bạc này, mắt rất đẹp luôn. Anh em xem nhé. Anh em xem đánh giá nhé. Đây này, mặt mũi rất là đẹp luôn. Em vàng xoay kiếm này. Đây, cho anh em xem luôn. Xoay kiếm này. Đấy, xoay kiếm dài luôn đấy. Em vện này cũng thế này. Đấy, vện anh em xem rõ nhé. Xin giới thiệu tới anh em, đây là cháu ngoại cu đen nhá. 6 con mà đi 2 con rồi, còn lại 4 con này. Càng lớn càng đẹp này. Anh em nhanh tay nhá. Nhanh tay mà muốn chơi này. Ship mọi miền Tổ quốc nhá. Hiện tại chó ở thành phố Hồ Chí Minh anh em nhá. Chó thành phố Hồ Chí Minh này, mắt này rất là đẹp luôn. Rất là tuyệt vời. Cho anh em chơi mình không phải là khen đâu, nhưng thực sự anh em chứng kiến tận mắt anh em mới thấy đẹp nhá. Đây. Nhiều khi anh em cứ nói mình nổ hoặc là nói tào lao thế này thế kia, nhưng thực sự là nếu mà anh em nhìn thấy này, những cái nét đẹp riêng của nó này. Đấy. Cho anh em xem nhé. Tuyệt vời luôn, khẳng định với anh em luôn, đã chơi dòng chó nhà mình rồi anh em ai cũng biết nhé. Đây, mắt này, viền đen này. Đấy. Mới có 2 tháng rưỡi thôi, 2 tháng rưỡi rồi mà lên màu hết rồi này. Khẳng định với anh em luôn, lên màu rất là đẹp. Này nuôi chơi càng lớn càng nét nhé. Chỉ còn 4 em thôi, 4 em được nhá. Anh em nào nhanh tay nào. Nhanh tay này, nhanh tay thì còn mà chậm tay thì hết này. Chỉ còn 4 em thôi. 4 em này càng lớn càng nét nha anh em. Tai lên căng đét từ lúc 30 ngày nhá. Cháu ngoại cu đen. Lưỡi đốm. Lưỡi đốm này, đấy, lưỡi đốm này, em này này. Em này có cặp mắt rất là đá luôn này. Em này to nhất bầy. Đấy, to nhất bầy, xoáy cũng dài này. Có cặp mắt rất là đá luôn, mình rất là kết luôn. Đấy. Anh em nào nhanh tay nhá, nhanh tay này, nhanh tay sợ thì còn này, chậm tay thì hết này. Em nào cũng có cặp mắt mắt nó lồi ra nhìn nó sướng. Chứng kiến cái cặp mắt mà chó mà nó nhỏ nhỏ như này này, mắt nó lồi ra nhìn rất là sướng luôn. Cực kỳ thân thiện luôn này. Đấy, quay cho anh em xem luôn, cận cảnh luôn nhá. Chỉ có 3 em vện thôi. Một em đực vàng này,